Vào thời khắc thiêng liêng chuẩn bị bước sang năm mới Mậu Tuất, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn cán bộ các bộ ngành thành phố Hà Nội đã đến thăm và chúc Tết cán bộ công nhân viên ngành điện tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tại đây, Chủ tịch nước đã kiểm tra công tác trực và bảo đảm an toàn hệ thống điện quốc gia tại Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia A0. Chủ tịch nước khen ngợi tinh thần làm việc nghiêm túc của cán bộ công nhân kiếp trực, đảm bảo ứng trực 24/24, thông suốt an toàn lưới điện trong dịp Tết Nguyên đán. Sau khi kiểm tra Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia, Chủ tịch nước đã họp trực tuyến với 7 đầu cầu và 4 nhà máy điện là những đơn vị trọng yếu của ngành điện trên toàn quốc. Trong năm 2017, Tập đoàn Điện lực đã thực hiện tốt công tác cấp điện, đảm bảo 99,98% điện lưới quốc gia về đến các vùng nông thôn, miền núi và hải đảo. Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam trong năm 2017 tăng 32 bậc so với năm 2016 và đứng thứ 64 trên 190 quốc gia và nền kinh tế, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 100% các dịch vụ về điện có thể thực hiện trực tuyến. Sau khi nghe lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của tập đoàn trong năm 2017, các phương án sẵn sàng ứng phó khi xảy ra những sự cố về điện, Chủ tịch nước đánh giá cao những thành tích mà ngành điện đã đạt được trong năm 2017. Chủ tịch nước cũng đề nghị Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Quốc gia phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2017 và cố gắng nỗ lực hơn nữa trong năm 2018. Chủ tịch nước thay mặt Đảng và Nhà nước gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ công nhân viên ngành điện. Bước sang năm 2018, thời cơ vận hội rất là to lớn. Nhưng mà chúng ta cũng đang đứng trước những cái khó khăn thách thức không thể xem nhẹ. Để mà đảm bảo hoàn thành tốt các cái chỉ tiêu kinh tế xã hội cũng như các nhiệm vụ quốc phòng an ninh, văn hóa xã hội và phục vụ ngày càng tốt hơn cái đời sống của nhân dân, thì các ngành các cấp đều phải có sự cố gắng. Trong đó tôi nghĩ rằng là điện đã đi đầu, cho nên là các đồng chí đòi hỏi phải có một cái sự quyết tâm là cao hơn để mà chúng ta đạt được một cái kết quả, cái thành tựu lớn hơn so với năm 2017. Và nhân đây tôi cũng biểu dương cái sự chỉ đạo của Bộ Công Thương Việt Nam. Các đồng chí cũng đã rất là quan tâm đến lãnh đạo chỉ đạo tập đoàn và mong rằng các đồng chí với cái tinh thần phát huy cái truyền thống của năm 2017 chúng ta đã đạt được với ý chí tự lực tự cường, đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt qua những khó khăn thách thức để chúng ta đạt và vượt tất cả những cái chỉ tiêu về kinh tế xã hội trong năm 2018.